Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình AirGrup Claim, một con tốc cần có ký hiệu là NEFI nha các bạn. Thì một kèo này khá là ngon các bạn, để và nên cố gắng claim các bạn. Tôi chỉnh nữa. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video, mở địa chỉ chocolate mình ra nè các bạn. Rồi các bạn chọn một dòng dash, bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gỡ nữa. Lưu ý các bạn chọn mạng WinBee Smart Chain nha các bạn. Sau đó thì các bạn bấm vào mục Cloud Ads nè các bạn. Các bạn chờ lâu chút xíu. Rồi. Thì tổng số AirDrop thì có 600.000 USDT các bạn. Rồi các bạn đồng ý chấp thuận connect với nha các bạn. Thì giá này khá là ngon đó. Rồi các bạn bấm vào Get AirDrop nè. Rồi các bạn xuống đây các bạn chấp nhận điều khoản nè các bạn. Rồi thì mình connect, mình đã nhận được 4 token là NEFI nè bạn, thì nó cập nhật sau các bạn. Còn sau Mingook là 100 token NEFI, cứ sau 24 giờ thì các bạn vào một, các bạn bấm vào một hash vest nha các bạn, cho bạn vào một claim nữa các bạn. Đây là link giáp của tất cả các bạn lấy link giáp chia sẻ trong bè và người thân để tăng tốc độ đào lên nha các bạn. Thì đủ sau này chỗ này chỗ balance mình có 100 thì các bạn bấm vào một hash vest thì các bạn sẽ rút giấy với người ta các bạn. Thì chừng nào nó ngưng thì các bạn bấm vào một NF này là làm tự động nó đào nữa các bạn. Câu này đào nếu mà tốc độ nhanh như gì có khoảng 2-3 ngày gì đó các bạn. Là các bạn đủ min rút rồi, sẽ nhấp vào ba bánh cùng các bạn. Hay rớp nữa. Theo dõi gần tàu Twitter nó các bạn. Có gì mình thông báo cho các bạn nha bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.